xa xa thấy có ông chú bán vé số độc lạ kìa, ông mặc áo vàng vậy hả, đeo bông quá trời vậy ta, kìa đang mua vé số kìa, say luôn. Đây, để tôi lại đi coi. Chứ rút đại luôn hả, sao không say, say ô chú hồi nào mua đó hả, gì giấc mơ tình yêu, giấc mơ tình yêu hả? Trời quá trời lưu gú 15 kìa, là hàng đó đó, hàng đó. Ông chú bán vé số rồi đắt gì vậy? Giấc mơ tình yêu hả, vật liêu hả? Mua lắm. Trả em đôi 2 chậu đi làm chút trả lại đâu. 5 chậu. Ủa vậy là các bạn vậy ai mua là xây hả, xây sao? Bình thường với số nhiều là xây sao chứ? Xây hỏi vụ sơn sao, xây hơn sao? Hả? Sửa lại đàng hoàng mới quay được. Gì hả? Sửa mới quay hả? Ngộ vậy. Ngộ vậy ta. Vậy đó hả? Wow, xịn xòi á. Nghe số nào là mua số đó hả? Nghe số nào là mua số đó hả? Hết rồi hả? Tự thiết kế hay quá ha. Chú ở đâu là đây bán nè? Ở Đồng Tháp. Đồng Tháp qua. Ở xã Mỹ Anh Nga, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Gì hả? Lập nghiệp xe đét 2 năm, về chú cách đào hạ 2 năm nữa. Vậy? Giờ đi bộ bán hả? Đi bộ thôi đi sao? 3 năm rưỡi à. Đi bộ thôi, đi xe máy xuống đây. Ờ. Tôi chừng mất xe nha, mới đậu với xe đạp cho anh mất rồi đó. Khá xe lại 2 đồng. À, này mới đậu với xe đạp cái đó mất tiêu rồi. Đó, mà cái đầu không biết đậu không ai vậy đó. Đẹp mà, bạn đẹp lạ bán. Mua cho ổng đòi đi. Vậy, mua cho ổng đòi đi. Kìa. Ờ. À. Kìa kìa. Chiều vốn đó. Ông lấy các cái nhà ông lấy chiều nay hết sảy. Chúng đặc biệt rồi mua vài con gãy dẫn ai dẫn anh chàng vô gãy luôn. Thì anh nói kìa. Ủa vợ anh mới mua mà. Ngày bán mấy trăm tờ đang chú? Hả? 360 tờ hả? 3 cây số 1 cây là 120. Bông da đầu là bông thiệt hay bông giả hả? Thiệt. Bông thiệt trong bông trang với bông ấy. Bông trang. Giả vậy. Đeo chuỗi quá trời luôn. Mọi bữa là gì đây? Chuỗi hả? Không có. Trời ơi có cái nồi luôn kìa. Đập ra trời ơi có cái nồi luôn kìa. Trời cơm điện nè, mấy nó nghèo tao về cho nó nó không lấy nữa. Gì hả? Mức báo vô nguyên vô lượng mới dám đeo nó, nhưng mà đồng tiền mình làm hết chi linh chính mới dám nè. Dạ. Dám đeo đó. Tại vì mình làm tiền này nhà nước công nhận cho mình đi bán là làm lấy lãi sắm đó. Dạ. Linh chính đó. Thích minh đại. Thích minh đại. Dạ. Ở trên thủ đi bán đi. Dạ. 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 Dạ hả? Cảm ơn chú nha. Ồ, ông đi bán về vậy. Siêu vậy.